Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi và các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Quan tâm về vấn đề thu hút trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều ý kiến cho rằng việc ban soạn thảo thiết kế riêng một điều khoản về vấn đề này là chính xác. Điều này sẽ tạo ra cú hích trong cơ chế thu hút trọng dụng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thủ đô. Tuy nhiên, để chính sách này đảm bảo hiệu quả thì cần trao quyền hơn nữa cho Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc đưa ra các chính sách cụ thể. Để quy định có tính khả thi hơn, cũng cần trao quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy định cụ thể hơn với các đối tượng cần thu hút, có sự phân loại các đối tượng một cách rõ ràng để có quy định về chế độ chính sách cho phù hợp trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ. Để thu hút, đặc biệt là giữ chân được người tài, cũng như cần lưu ý đến một số điều kiện đảm bảo khác như xây dựng môi trường làm việc phù hợp, môi trường làm việc khuyến khích sự năng động sáng tạo, đổi mới, tạo điều kiện cho người tài năng cống hiến và thăng tiến chính là yếu tố quyết định để giữ chân và phát huy tiềm năng của người tài. Cũng liên quan vấn đề này, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng, thực tiễn cho thấy không thể chỉ đưa ra một số ưu đãi chờ người tài đến với mình mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện, từ đó lôi kéo để thu hút họ. Chính phủ nhiều quốc gia, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các cơ sở nghiên cứu, vườn ươm công nghệ đã chủ động tìm kiếm, phát hiện nhân tài từ rất sớm. Khi họ còn đang là học sinh, sinh viên, sẵn sàng hỗ trợ kinh phí học tập, trả lương, ký cam kết tuyển dụng từ trước khi ra trường. Vì vậy, nếu chỉ thu hút trọng dụng nhân tài là chưa đủ, mà cần phải có cái chính sách để tìm kiếm và phát hiện nhân tài. Thứ ba là cần làm rõ hơn cái khái niệm nhân tài. Tôi đề nghị cần có một chương riêng về nội dung này, nên đặt tên là đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhấn mạnh trước đây Bộ Chính trị đã có các nghị quyết 06, nghị quyết số 15 về định hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng, phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần rà soát lại các quy định trong dự thảo luật, đảm bảo không xung đột với các quy định trong hệ thống pháp luật. Có thể thấy dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang đề xuất những chính sách đặc thù vượt trội, tạo cơ chế thuận lợi cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với các quy định chính sách tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi tiếp tục khó tránh khỏi những xung đột với các văn bản luật hiện nay và trong tương lai. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung đảm bảo thực thi nội dung này trong trường hợp giữa các bộ ngành thuộc chính phủ không thống nhất ý kiến được chính quyền thành phố Hà Nội, thì xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc một cơ quan nào đó quyết định. Đầu giờ làm việc sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật căn cước và luật nhà ở sửa đổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc báo cáo sớm nhằm giúp cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời để các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị khi có tranh chấp lao động, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Khoảng 5 năm trở lại đây, tại tỉnh Kon Tum, đã có hàng trăm cán bộ, nhân viên ngành lâm nghiệp đồng loạt nghỉ việc. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp tích cực, hiệu quả của ngành kiểm lâm và người dân nhận khoán, diện tích rừng luôn được giữ vững trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang bị hao hụt nguồn nhân lực. Đây là khu rừng nhận khoán ở tiểu khu 345 ở xã Đắk Tơ, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, do gia đình ông Neyman, dân tộc Zarai, tiếp quản bảo vệ từ hơn 10 năm trước. Từ một nơi chủ yếu là cỏ tranh, lồ ô, che nứa, nay khu rừng đã xuất hiện nhiều loại cây gỗ như bằng lăng, trò sót, bình linh, rồi. Trong vài năm tới, những cây này sẽ mọc cao và nhiều hơn, rừng sẽ được khôi phục phát triển bền vững. Mình nhận khoán hồi trước thì chủ yếu là rừng nghèo với cây lỗ ô, cỏ chanh và tre nứa. Giờ thì có cây rừng mọc cao rồi. Gia đình mình được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm khoảng 5 triệu đồng, thì phải trông coi bảo vệ cẩn thận để rừng phát triển, không bị tàn phá. Vài năm nữa cây rừng mọc tốt, còn được hưởng tiền cao hơn, và tiền cao hơn thì phải bảo vệ tốt hơn rồi. Xã Đắk Tơ có 173 hộ nhận chăm sóc bảo vệ rừng, với diện tích 1.700 ha, trên 5.600 ha rừng tự nhiên ở địa phương. Hàng năm, mỗi hộ nhận khoán rừng đều được hưởng từ 5 đến 8 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Dù số tiền không nhiều, nhưng cũng đã khích lệ các hộ quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Kế hoạch tuần tra luôn được xây dựng tỉ mỉ. Kon Tum thì 18 hộ bảo vệ, trong đó thì gần hơn 150 ha bảo vệ. Mà đối với về công tác tuần tra rồi kiểm tra rừng á, thì đối với trong thôn có phân thì là có 5 tổ, một tổ có từ 6 đến 7 người đi trong một tháng, có 3 lần đi. Trong đó khi đi có cái tổ trưởng, là bên cạnh đó là cũng phối hợp với lực lượng ở xã như là công an, như là kiểm lâm, rồi đối với thôn về công tác kiểm tra giám sát rừng. Với sự chủ động triển khai các giải pháp quản lý bảo vệ rừng và đặc biệt là việc huy động sức dân từ các nhóm hộ, cộng đồng dân cư và các hộ dân cư trong công tác này, diện tích rừng ở Kon Tum luôn được giữ vững, số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng giảm theo từng năm. Đến với đất nước Lào hôm nay, không khó để nhận ra những dấu ấn Việt xuất hiện đâu đó, đặc biệt là những ngôi chùa Việt được dựng lên không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người Việt tại Lào, mà còn là nơi đoàn kết bà con cùng hướng về quê hương đất nước. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Lào. Được tu sửa và khánh thành mới đây, chùa Diệu Giác ở tỉnh Sa Vản Na Khẹt, Trung Lào là ngôi chùa của người Việt tại đất nước Triệu Voi, mang đậm nét thuần Việt. Sau gần 2 năm xây dựng, chùa Diệu Giác hiện đã đủ điều kiện để tổ chức tu học Phật Pháp, trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trao đổi văn hóa và tìm hiểu giáo lý cho Phật tử hai nước Việt Nam, Lào. Hiện có hơn 100.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào. Với họ, chùa chiền luôn là điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sâu xa hơn, chùa còn là nơi gìn giữ, bảo tồn bản sắc và quảng bá văn hóa của dân tộc Việt đến với bạn bè quốc tế. Ban điều phối phải nỗ lực hơn nữa để tạo thêm được những cái ngôi chùa mà những cái tỉnh lẻ có những người Việt chúng ta, để những ngôi chùa đó làm một cái cầu nối gắn kết cho cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta, cũng như là gắn kết giữa hai giáo hội, cũng như là hai dân tộc Việt Nam chúng ta về lâu dài. Hiện trên khắp đất nước Triệu Voi đã có 15 ngôi chùa Phật giáo của người Việt được hình thành, trải dài từ Bắc, Trung cho tới Nam Lào với khoảng 20 chư tăng ni. Tất cả các ngôi chùa Việt tại Lào đều là thành viên của Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào và có quan hệ chặt chẽ với Hội người Việt Nam tại địa phương. Có thể nói là cái hoạt động tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo của bà con Việt Nam ở Lào, là Phật giáo ngày càng thu hút được nhiều bà con trong cộng đồng tham gia, và kể cả thu hút được những người Lào tham gia. Và các ngôi chùa của chúng ta thì thực sự không chỉ là cái nơi gắn kết đoàn kết bà con, mà còn là góp phần hỗ trợ cho cộng đồng người Việt ở đây gìn giữ văn hóa, gìn giữ tiếng Việt và cái bản sắc. Dân tin rằng cái thời gian tới thì cái hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của bà con ta ở Lào sẽ tăng lên và các ngôi chùa thì ngày khang trang phát triển. Trong những năm qua, những ngôi chùa Việt Nam tại Lào vẫn đang làm tốt sứ mệnh của mình, là niềm tự hào, cầu nối để những người Việt Nam tại Lào luôn hướng về quê hương Tổ quốc, gắn kết tình hữu nghị cộng đồng giữa Việt Nam và Lào. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, ông Christopher Luxon đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành Thủ tướng thứ 42 của New Zealand. Phát biểu với báo chí sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết các đảng phái trong chính phủ liên minh đã xây dựng một kế hoạch hành động cho 100 ngày đầu tiên, trong đó giải quyết các thách thức mà nền kinh tế nước này đang phải đối mặt, khiến cho cuộc sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn. Đó là tình trạng hạ giá cả sinh hoạt, kiểm soát lạm phát, hạ lãi suất. Bên cạnh đó, các vấn đề như thắt chặt kỷ cương pháp luật, phục hồi sau bão và chính sách đối với người hút thuốc lá điện tử dưới 18 tuổi sẽ được chính phủ mới tại nước này chú trọng. Chúng tôi có trách nhiệm đại diện cho người dân New Zealand, phải đưa ra các biện pháp nhằm rõ ràng, có thể đong đếm được, nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người. Tôi trông đợi được làm việc với tất cả mọi người để tạo ra những thay đổi tích cực thông qua chương trình hành động của chính phủ. Tân Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, ngày mai, nội các mới của nước này sẽ có buổi họp đầu tiên. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, tại hội nghị ngoại trưởng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức ngày hôm qua 26 tháng 11 tại Busan, ba bên đã nhất trí tạo điều kiện và gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước vốn bị đình trệ từ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định tầm quan trọng của cơ chế hợp tác Trung-Nhật-Hàn, cho rằng đây là cấu trúc hợp tác đa phương có mức độ thể chế hóa cao nhất, phạm vi bao phủ rộng nhất và nội hàm phong phú nhất ở khu vực Đông Á. Ông cho rằng nền kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, do vậy ba nước cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy phát triển khu vực và toàn cầu. Khẳng định Trung Quốc sẽ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác ba bên trở lại đúng hướng, duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Tại hội nghị, ba bên đã nhất trí tạo điều kiện cho hội nghị giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và đẩy mạnh các công tác chuẩn bị có liên quan. Lễ hội đua thuyền truyền thống Bon Om Tuk, một trong những lễ hội lớn nhất tại Campuchia, đã chính thức khai mạc. Người dân Campuchia năm nay được nghỉ 3 ngày để ăn mừng và tham gia lễ hội Bon Om Tuk. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Campuchia đưa tin. Hơn 300 chiếc thuyền và hơn 2.000 tay chèo cùng hàng triệu cổ động viên, du khách trong và ngoài nước đã đổ về khu vực trước Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia để tham gia lễ hội Bon Om Tuk, lễ hội đua thuyền lớn nhất tại Campuchia. Cùng với hoạt động đua thuyền, tại thủ đô Phnom Penh còn tổ chức nhiều chương trình khác như hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa và thả đèn hoa đăng. Tôi bất ngờ là được ở Phnom Penh vào đúng thời điểm lễ hội diễn ra. Tôi đến đây cách đây 3 hôm và ngỡ ngàng thấy thành phố rất đông người. Ở đâu cũng thấy nhộn nhịp, người dân đi lại vui vẻ. Tôi đã được chứng kiến những người chèo thuyền ngoài sông, đua tranh quyết liệt. Cảnh tượng thật sôi nổi, không khí sôi động khắp thành phố, lôi cuốn tất cả mọi người. Tôi rất thích. Người dân Khmer rất thân thiện và tốt bụng. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người đến đây. Để đảm bảo an ninh cho lễ hội năm nay, ban tổ chức đã huy động hơn 10.000 nhân viên an ninh túc trực tại các địa điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người, cũng như tuần tra đảm bảo an toàn trật tự cho mỗi du khách. Theo ban tổ chức, lễ hội Bon Om Tuk năm nay được tổ chức lớn nhất từ trước tới nay sau 3 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Lễ hội năm nay cũng trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu mốc thời gian 3 tháng cầm quyền của chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 27 tháng 11, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 đến 29 độ, miền Trung giảm mưa và sắp đón nắng. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ từ 17 tới 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 tới 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 tới 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 tới 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 30 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ từ 18 tới 29 độ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi và các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Quan tâm về vấn đề thu hút trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều ý kiến cho rằng việc ban soạn thảo thiết kế riêng một điều khoản về vấn đề này là chính xác. Điều này sẽ tạo ra cú hích trong cơ chế thu hút trọng dụng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thủ đô. Tuy nhiên, để chính sách này đảm bảo hiệu quả thì cần trao quyền hơn nữa cho Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc đưa ra các chính sách cụ thể. Để quy định có tính khả thi hơn, cũng cần trao quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy định cụ thể hơn với các đối tượng cần thu hút, có sự phân loại các đối tượng một cách rõ ràng để có quy định về chế độ chính sách cho phù hợp trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ. Để thu hút, đặc biệt là giữ chân được người tài, cũng như cần lưu ý đến một số điều kiện đảm bảo khác như xây dựng môi trường làm việc phù hợp, môi trường làm việc khuyến khích sự năng động sáng tạo, đổi mới, tạo điều kiện cho người tài năng cống hiến và thăng tiến chính là yếu tố quyết định để giữ chân và phát huy tiềm năng của người tài. Cũng liên quan vấn đề này, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng, thực tiễn cho thấy không thể chỉ đưa ra một số ưu đãi chờ người tài đến với mình mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện, từ đó lôi kéo để thu hút họ. Chính phủ nhiều quốc gia, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các cơ sở nghiên cứu, vườn ươm công nghệ đã chủ động tìm kiếm, phát hiện nhân tài từ rất sớm. Khi họ còn đang là học sinh, sinh viên, sẵn sàng hỗ trợ kinh phí học tập, trả lương, ký cam kết tuyển dụng từ trước khi ra trường. Vì vậy, nếu chỉ thu hút trọng dụng nhân tài là chưa đủ, mà cần phải có cái chính sách để tìm kiếm và phát hiện nhân tài. Thứ ba là cần làm rõ hơn cái khái niệm nhân tài. Tôi đề nghị cần có một chương riêng về nội dung này, nên đặt tên là đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhấn mạnh trước đây, Bộ Chính trị đã có các nghị quyết 06, nghị quyết số 15 về định hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng, phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nhiều ý kiến đề nghị, ban soạn thảo cần rà soát lại các quy định trong dự thảo luật, đảm bảo không xung đột với các quy định trong hệ thống pháp luật. Có thể thấy dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang đề xuất những chính sách đặc thù vượt trội, tạo cơ chế thuận lợi cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với các quy định chính sách tại dự thảo luật thủ đô sửa đổi tiếp tục khó tránh khỏi những xung đột với các văn bản luật hiện nay và trong tương lai. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung đảm bảo thực thi nội dung này trong trường hợp giữa các bộ ngành thuộc chính phủ không thống nhất ý kiến được chính quyền thành phố Hà Nội thì xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc một cơ quan nào đó quyết định. Đầu giờ làm việc sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật căn cước và luật nhà ở sửa đổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc báo cáo sớm nhằm giúp cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời để các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị khi có tranh chấp lao động, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Khoảng 5 năm trở lại đây, tại tỉnh Kon Tum, đã có hàng trăm cán bộ, nhân viên ngành lâm nghiệp đồng loạt nghỉ việc. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp tích cực, hiệu quả của ngành kiểm lâm và người dân nhận khoán, diện tích rừng luôn được giữ vững trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang bị hao hụt nguồn nhân lực. Đây là khu rừng nhận khoán ở tiểu khu 345 ở xã Đắk Tơ, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, do gia đình ông Neyman, dân tộc Zarai, tiếp quản bảo vệ từ hơn 10 năm trước. Từ một nơi chủ yếu là cỏ tranh, lồ ô, che nứa, nay khu rừng đã xuất hiện nhiều loại cây gỗ như bằng lăng, trò sót, bình linh, dồi. Trong vài năm tới, những cây này sẽ mọc cao và nhiều hơn, rừng sẽ được khôi phục phát triển bền vừng. Mình nhận khoán hồi trước thì chủ yếu là rừng nghèo với cây lồ ô, cỏ tranh và che nứa. Giờ thì có cây rừng mọc cao rồi. Gia đình mình được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm khoảng 5 triệu đồng, thì phải trông coi bảo vệ cẩn thận để rừng phát triển, không bị tàn phá. Vài năm nữa cây rừng mọc tốt, còn được hưởng tiền cao hơn, và tiền cao hơn thì phải bảo vệ tốt hơn rồi. Xã Đắk Tơ có 173 hộ nhận chăm sóc bảo vệ rừng, với diện tích 1.700 ha, trên 5.600 ha rừng tự nhiên ở địa phương. Hàng năm, mỗi hộ nhận khoán rừng đều được hưởng từ 5 đến 8 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Dù số tiền không nhiều, nhưng cũng đã khích lệ các hộ quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Kế hoạch tuần tra luôn được xây dựng tỉ mỉ. Kon Tum thì 18 hộ bảo vệ, trong đó thì gần hơn 150 ha bảo vệ. Mà đối với về công tác tuần tra rồi kiểm tra rừng á, thì đối với trong thôn có phân thì là có 5 tổ, một tổ có từ 6 đến 7 người đi trong một tháng, có 3 lần đi, trong đó khi đi có cái tổ trưởng, là bên cạnh đó là cũng phối hợp với lực lượng ở xã như là công an, như là kiểm lâm, rồi đối với thôn về công tác kiểm tra giám sát rừng. Với sự chủ động triển khai các giải pháp quản lý bảo vệ rừng và đặc biệt là việc huy động sức dân từ các nhóm hộ, cộng đồng dân cư và các hộ dân cư trong công tác này, diện tích rừng ở Kon Tum luôn được giữ vững, số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng giảm theo từng năm. Đến với đất nước Lào hôm nay, không khó để nhận ra những dấu ấn Việt xuất hiện đâu đó, đặc biệt là những ngôi chùa Việt được dựng lên không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người Việt tại Lào, mà còn là nơi đoàn kết bà con cùng hướng về quê hương đất nước. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Lào. Được tu sửa và khánh thành mới đây, chùa Diệu Giác ở tỉnh Sa Vản Na Khẹt, Trung Lào là ngôi chùa của người Việt tại đất nước Triệu Voi, mang đậm nét thuần Việt. Sau gần 2 năm xây dựng, chùa Diệu Giác hiện đã đủ điều kiện để tổ chức tu học Phật Pháp, trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trao đổi văn hóa và tìm hiểu giáo lý cho Phật tử hai nước Việt Nam, Lào. Hiện có hơn 100.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào. Với họ, chùa chiền luôn là điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sâu xa hơn, chùa còn là nơi gìn giữ, bảo tồn bản sắc và quảng bá văn hóa của dân tộc Việt đến với bạn bè quốc tế. Ban điều phối phải nỗ lực hơn nữa để tạo thêm được những cái ngôi chùa mà những cái tỉnh lẻ có những người Việt chúng ta, để những ngôi chùa đó làm một cái cầu nối gắn kết cho cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta, cũng như là gắn kết giữa hai giáo hội, cũng như là hai dân tộc Việt Nam chúng ta về lâu dài. Hiện trên khắp đất nước Triệu Voi đã có 15 ngôi chùa Phật giáo của người Việt được hình thành, trải dài từ Bắc, Trung cho tới Nam Lào với khoảng 20 chư Tăng Ni. Tất cả các ngôi chùa Việt tại Lào đều là thành viên của Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào và có quan hệ chặt chẽ với Hội người Việt Nam tại địa phương. Có thể nói là cái hoạt động tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo của bà con Việt Nam ở Lào, là Phật giáo ngày càng thu hút được nhiều bà con trong cộng đồng tham gia, và kể cả thu hút được những người Lào tham gia. Và các ngôi chùa của chúng ta thì thực sự không chỉ là cái nơi gắn kết đoàn kết bà con, mà còn là góp phần hỗ trợ cho cộng đồng người Việt ở đây gìn giữ văn hóa, gìn giữ tiếng Việt và cái bản sắc. Tôi tin rằng cái thời gian tới thì cái hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của bà con ta ở Lào sẽ tăng lên và các ngôi chùa thì ngày khang trang phát triển. Trong những năm qua, những ngôi chùa Việt Nam tại Lào vẫn đang làm tốt sứ mệnh của mình, là niềm tự hào, cầu nối để những người Việt Nam tại Lào luôn hướng về quê hương Tổ quốc, gắn kết tình hữu nghị cộng đồng giữa Việt Nam và Lào. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, ông Christopher Luxon đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành Thủ tướng thứ 42 của New Zealand. Phát biểu với báo chí sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết các đảng phái trong chính phủ liên minh đã xây dựng một kế hoạch hành động cho 100 ngày đầu tiên, trong đó giải quyết các thách thức mà nền kinh tế nước này đang phải đối mặt, khiến cho cuộc sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn. Đó là tình trạng hạ giá cả sinh hoạt, kiểm soát lạm phát, hạ lãi suất. Bên cạnh đó, các vấn đề như thắt chặt kỷ cương pháp luật, phục hồi sau bão và chính sách đối với người hút thuốc lá điện tử dưới 18 tuổi sẽ được chính phủ mới tại nước này chú trọng. Chúng tôi có trách nhiệm đại diện cho người dân New Zealand, phải đưa ra các biện pháp nhằm rõ ràng, có thể đong đếm được, nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người. Tôi trông đợi được làm việc với tất cả mọi người để tạo ra những thay đổi tích cực thông qua chương trình hành động của chính phủ. Tân Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, ngày mai, nội các mới của nước này sẽ có buổi họp đầu tiên. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, tại hội nghị ngoại trưởng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức ngày hôm qua 26 tháng 11 tại Busan, ba bên đã nhất trí tạo điều kiện và gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước vốn bị đình trệ từ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định tầm quan trọng của cơ chế hợp tác Trung-Nhật-Hàn, cho rằng đây là cấu trúc hợp tác đa phương có mức độ thể chế hóa cao nhất, phạm vi bao phủ rộng nhất và nội hàm phong phú nhất ở khu vực Đông Á. Ông cho rằng nền kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, do vậy ba nước cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy phát triển khu vực và toàn cầu. Khẳng định Trung Quốc sẽ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác ba bên trở lại đúng hướng, duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Tại hội nghị, ba bên đã nhất trí tạo điều kiện cho hội nghị giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và đẩy mạnh các công tác chuẩn bị có liên quan. Lễ hội đua thuyền truyền thống Bon Om Tuk, một trong những lễ hội lớn nhất tại Campuchia, đã chính thức khai mạc. Người dân Campuchia năm nay được nghỉ 3 ngày để ăn mừng và tham gia lễ hội Bon Om Tuk. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Campuchia đưa tin. Hơn 300 chiếc thuyền và hơn 2.000 tay chèo cùng hàng triệu cổ động viên, du khách trong và ngoài nước đã đổ về khu vực trước Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia để tham gia lễ hội Bon Om Tuk, lễ hội đua thuyền lớn nhất tại Campuchia. Cùng với hoạt động đua thuyền, tại thủ đô Phnom Penh còn tổ chức nhiều chương trình khác như hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa và thả đèn hoa đăng. Tôi bất ngờ là được ở Phnom Penh vào đúng thời điểm lễ hội diễn ra. Tôi đến đây cách đây 3 hôm và ngỡ ngàng thấy thành phố rất đông người. Ở đâu cũng thấy nhộn nhịp, người dân đi lại vui vẻ. Tôi đã được chứng kiến những người chèo thuyền ngoài sông, đua tranh quyết liệt. Cảnh tượng thật sôi nổi, không khí sôi động khắp thành phố, lôi cuốn tất cả mọi người. Tôi rất thích. Người dân Khmer rất thân thiện và tốt bụng. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người đến đây. Để đảm bảo an ninh cho lễ hội năm nay, ban tổ chức đã huy động hơn 10.000 nhân viên an ninh túc trực tại các địa điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người, cũng như tuần tra đảm bảo an toàn trật tự cho mỗi du khách. Theo ban tổ chức, lễ hội Bon Om Tuk năm nay được tổ chức lớn nhất từ trước tới nay sau 3 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Lễ hội năm nay cũng trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu mốc thời gian 3 tháng cầm quyền của chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 27 tháng 11, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 đến 29 độ, miền Trung giảm mưa và sắp đón nắng. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ từ 17 tới 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 tới 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 tới 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 tới 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 tới 30 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ từ 18 tới 29 độ.